mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kim Động đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm chăm lo giúp đỡ người khuyết tật. Nhờ đó, nhiều người kém may mắn, không được sinh ra với cơ thể lành lặn đã vơi bớt những vất vả, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Người dân thôn Mát, xã Nhân La vẫn thường nói chưa thấy ai khổ bằng ông Nguyễn Văn Mùa. Ông có hai người con đều bị khuyết tật bẩm sinh, không có khả năng vận động. Mọi gánh nặng chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho hai con đều dồn lên vai ông. Ở tuổi 80 lại bị tai biến mạch máu não, ông Mùa vẫn phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi sống bản thân và hai người con khuyết tật. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông, năm 2021, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kim Động hỗ trợ ông sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp, làm lán bếp che mưa, che nắng, hỗ trợ thường xuyên từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi năm. Vừa qua, hội tặng máy lọc nước để có nước sạch sinh hoạt, khiến ông rất xúc động. Khó khăn là các cháu bây giờ nó ăn nó làm ở đấy thế, cho nên không làm được. Đấy, tôi bây giờ bị bệnh Chữ Thập Đỏ hỗ trợ liên tục mỗi năm là 4-5 lần đấy, rất có ý nghĩa đối với gia đình tôi. Bà Đặng Thị Nhàn ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng cũng khiến nhiều người thương cảm về hoàn cảnh của mình. Ở tuổi 73, mang trong người nhiều bệnh tật, bà vẫn phải chăm lo cho người con trai bị khuyết tật ở mắt không nhìn thấy gì. Sau khi khảo sát về hoàn cảnh của gia đình, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã giúp bà sửa nhà, xây dựng bể nước, hỗ trợ chăn nuôi ổn định cuộc sống. Gia đình được hỗ trợ sửa cái nhà mới xây, gian buồng này cũng hỗ trợ tôi thường xuyên. Hiện nay trên địa bàn huyện Kim Động có trên 350 người khuyết tật, trong đó 30 trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 5 năm qua, hội đã vận động các nguồn lực được gần 2 tỷ đồng để giúp đỡ người khuyết tật và nạn nhân sa cam. 20 gia đình được hỗ trợ về tiền và ngày công để sửa chữa nhà ở, tặng 8 con bê cho những hộ nghèo chăn nuôi phát triển kinh tế. Hàng năm, hội đều tổ chức từ 2 đến 3 đợt hỗ trợ người khuyết tật bằng tiền mặt, vật dụng sinh hoạt cần thiết, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Tất cả những đợt hỗ trợ đều được công khai, minh bạch và mọi người đều tham gia góp ý để làm sao cho đúng đối tượng, đúng quy định để giúp đỡ người khuyết tật vượt qua những cuộc sống khó khăn. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Đó là phương châm hoạt động của các thành viên Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kim Động. Những hành động của họ đã góp phần lan tỏa tình yêu thương để những số phận bất hạnh, không may, cơ thể bị khiếm khuyết được đón nhận những niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, đến xã Bãi Sẩy, huyện Ân Thi hỏi về bà Phạm Thị Cành, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã thì rất nhiều người biết đến và dành nhiều tình cảm yêu mến, kính trọng bà. Bởi gần 20 năm qua, bà luôn đi đầu trong các phong trào từ thiện nhân đạo, giúp đỡ cho nhiều mảnh đời khó khăn tại địa phương. Bà Cành đã có hơn 40 năm tham gia các phong trào ở địa phương, được bầu vào nhiều vị trí như bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ xã, trong đó gần 20 năm làm chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã. Suốt những năm qua, bà luôn đem tất cả nhiệt huyết của mình đưa phong trào của hội phát triển trở thành địa chỉ nhân đạo tiêu biểu. Nhiều năm nay tôi tích cực tham gia cái phong trào nhân đạo này, đi xuất phát từ cái lòng thương nhân đạo. Tất cả những cái người yếu đau già cả, tôi trông thấy người ta tôi thương. Từ năm 2014, bà đứng ra xây dựng mô hình hũ gạo tình thương và nuôi lợn đất tiết kiệm. Mỗi năm huy động được trên 2 tấn gạo, giúp đỡ từ 15 đến 20 trường hợp khó khăn. Bà tích cực vận động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp và người dân được gần 50 triệu đồng mỗi năm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Năm nào em nhận được quà của Hội Chữ Thập Đỏ là ủng hộ xe lăn, bánh chưng, nước mắm, mì chính, giò, gạo, nói chung đủ hết. Bà Phạm Thị Cành trên mọi lĩnh vực và mọi lúc mọi nơi, nhưng bà rất là nhiệt tình. Từ đó lan tỏa đến tất cả cán bộ hội viên trong Hội Chữ Thập Đỏ, đồng thời và được nhân dân ghi nhận và đánh giá rất là cao. Với những đóng góp của mình, bà Cành đã nhiều lần nhận được bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhưng điều có ý nghĩa hơn cả là sự tin yêu, quý trọng của người dân địa phương dành cho bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.